Bà số đây tặng học này bà chẳng xâm nhập ngày này dương bẩm to bà mê riêng tí bay bà dương cứ bẹp bọn tận nâng bà đã tha hơi nâng xích nó bà tận ở đây hơi nâng rồi lọc xảy nhá bà chẳng muốn nâng bẩm to bà chapter tí bay bà dương ta tiếp nhầm dây là quanh tách bì ở vây để dương bàn ở sắc xa bì sạp đà muốn bà chiến sắp đà muốn dương ban sắc xa pi nay sầm khăn ở mùi chùm luôn bà đôi chia bà bẹp bò nâng ca bầm lạnh pi bà digital data từ căn digital signal bà mình đây tha bà digital data để tụt nâng lưu computer bà dương bà pi đây bình chú nâng lưu bằng đáng bà trơ ca bầm lạnh từ chia digital signal bà ok hơi một chiều bài này ca bấm lại những cái ao chmua tha bà đầm na ca này ca bấm lại những cái ao chmua tha line coding mà chân line coding cứ chia đầm na ca này ca bấm lại pi digital data từ căn là digital signal bà hơi line coding về miền lệ cận nạ cọp call và về bốn bà miền bẹp bòn tận năng bà đặt tha element hay pri hay dùng pri thiệp chỉ môi nằng signal element và chân đặt tha element nó cứ sầm đạo từ lờ ai cả ta tang ở tên này nó cứ bit hay signal element nó cứ sầm đạo từ lờ là pale và clay bằng pot này môi ai cả ta là lọc sinh nhà nè ok bà đại vi chỉ nè đặt norm bà bịt nặng đấy, đã bị tàng rồi bịt nặng hơi lẽ cả nạ mùi tiết cái sống đau từ lơ và data rate hay nâng priệp thiếp chỉ mùi nâng signal rate và chân data rate nâng sống đau từ lơ chúng luôn bịt đại dương ai và bình chun ba nâng nông mùi vị này tí hay signal rate sống đau từ lơ chúng luôn đặt lọc sinh nhá đại dương pra đầm bay đặt nó bịt bà không mùi vị này tí nè mà hơi là cái nạc có xong có ở tí bay bỏ hở line coding và cứ dương ao dưới chmua tha và DC component và cứ xong mạc thiết cho đoàn chọp và ok DC component đây và phê con với bà cho đoàn chọp ca thưa đồng nào với cứ mà tức chân phê con xong mạc nâng sốt hơn hơi chung bố hở mạch than bà chung lòng khác với ọt ឲ្យ pre con tiếp ai chlong cắt bàn thế chứ dương trừ remove DC component bà chênh pi signal nè ok ឲ្យ lệ cận nạ sum call tiếp buồn bỏ line coding đi nó cứ cell synchronization bà cell synchronization mình đây tha trong cả này đã upper tổ tua vì đang tha ca bỏ prai bà pi là lọc sinh nhà tự biết cockney tận nâng bà ca bỏ prai pi bit tờ lọc sinh nhà khang ô bà có nhá chân việt vừa xe sinh cái này sẽ sẵn đầm bay ơi đầm nào ca này ca bỏ prai nó ai trao kia lần vinh nhá ok chân anh ích châm này dây lần vinh khắc khắc pi ở vây đại dương ban sắc xa rút mà hơi ca pi xa bà đá mụn bà cứ bẹp bọn tầm nâng bà ca bầm lại pi digital data tờ căn digital signal đại dương miền ở đầm nà ca đi ca bằng lại những cái ao chua thanh line coding ok bà chân xâm ra bà sắp đà đi cứ dương bằng to bà cho đau chùm nói chữ tì base bà cứ tệ tâm nâng data transmission mode bà data transmission mode này cứ dương xâm đau từ lơ bà đọc biếp này ca bình chun data bà đọc biếp này ca bình chun tình này bà chân bẹp bọn tận nâng ca bình chun tận lấy bà nó lơ mạch chật than chùm long na muối bà dương ai bình chun tận lấy nâng chia lẹ cận nạ bài kẻ hào thạp parallel rư có bà serial nè bà a chìa parallel rư có serial nè ok hai nâng nâng parallel lắm đặc biệt bình chun tận lấy kẻ hào thạp parallel lắm bên đây tha dương ai bình chun tận lấy mà đo nó cứ ban chạm bit là khi đôi nhận ở địa bàn khởi cứ multiple bit và multiple bit are some bit each clock tick và miền tây tha không phải mà đó nó riêng ai bị chun ba nữa chạm bit anh nó
kì ao chmua ca bị chun tần lấy nâng hao tha parallel bà hơi chấm nay ai ca bị chun tần lấy bài serial vĩnh bà cứ bà serial bà transmission mode nâng bà cái máy nhưng tha seri bà biết tha seri mình đây tha bà to kia bà đạc kia bà chẳng mình đây tha dương ai bị chun mà đóng bàn tay mùi bị tệ bàn tay dương bị chun viên tơ bàn to bàn to kia chẳng bảo nè ok one bit is some bit is clotted bà chẳng ca bị chun mà đo mà bit mà đo mà bit nâng cái hào tha serial bà transmission mode ok bà serial transmission mode ok hai ca bình chun bài bà serial transmission mode nâng kê bàn chạy bà chia pi bà chậm nạp thân nạ tui chiệt bà chia pi bà phết tôi tiệt nè miên bà serial bà synchronous bà hai nâng synchronous hai chỉ tiết chương nâng lòng ạch thả ta serial asynchronous nâng ca bình chun bà viên lên lạc nạ dòng mấy hai serial asynchronous nâng miên ca cả phải chun một viên nó cứ miên lệ cả nạ co sầm co chẳng mấy nhé ok bạn trước đôi nhận ok bạn khơi được nông ở rupee nis cứ bằng hai pi đầu biên này ca bình chun ở tên là nấy và nó lơ và ca phải chun tên này là lơ lính và ok chẳng những ai phải chun tên này cái đầu biên này ca phải chun tên này nó cứ dừng chai chân chỉ pi đầu biếp cứ miên parallel rồi dừng bạn thì bài mình chẳng và dương ai bị chun một đong ban ở trong bit hơi serial và dương ai bị chun một đong ban một bit và tiếng miền parallel hay nước serial hay serial nó cái trái trên chỉ pi tiệt miền serial asynchronous hay nước serial và synchronous ok tỏ ở lấy dương châu tơ lủng ắt thật tha ca bình chun bài và parallel nâng vì miền lệ cận nạ cọt sầm co lủng ắt chẳng mấy class ấy ca bình chun bài serial nâng vì miền lệ cận nạ cọt sầm co và lủng ắt chẳng mấy class nè ok ok chừng mẹ đọc cái mà mớ ca bị chun cao chúng ta parallel transmission và ca bị chun bài parallel lắm và chừng đôi dương ban áp thì bài càng đau mình hay và pet po nâng parallel transmission nó cứ multiple bit are same with each clock tick và mình đây tha dương ai bị chun ở bit chỉ tràn và không pe tại mùi nè và mà đó nó cứ dương ai bị chun ban ở tràn bit và chừng ca bị chun bài parallel cứ vì miền là cái faster transmission mà cá bị chun nó ban lươn mà chiêng serial và dương thôi cá tiếp tiếp cái mà hạt ấy ban lươn chiêng đời xa tại cá bị chun nó về mà đó nó về ban chả bịt và serial mà đó ban tại mà bịt thế này ok hơi mùi tiết expensive the YouTube and virus và chẳng bằng JP đồng lãi và tệ tầng thay này cá chùm lãi nó cứ bị bà miền đồng lại cấp bộ bà tại sao đồng bay bị chun ban mà đo chia làm đi nó dương tàu ca xài nó cứ chia làm đại nè ok bà chứ bà chia đồng lại với thay chiên một bộ serial ok use for short distance only bà chứ cái pra sầm ra bị chun ở tận lấy nó không rẻ chung ngay clay tại phần nó thì họ bị chun tận lấy nó không tập quan computer na mũi hao thà computer bass bạc sai data đó bà rưu có bị chun pi computer tập căn bà printer chỉ đá bà local printer chỉ đá mà chắc không người dạy chung ngay vậy chết đấy nè ok hay rupee đi bằng hai pi ca bị chun bài bà parallel nè nó cũng như cái đầu viên sender hay receiver đấy đầu viên opacop nhà opacop tôi đấy chẳng cái ai bị chun ban bấm bay bit mà không phải tại mũi và the h bit are sent together hay đầm bay ai bị chun ban bấm bay bit không phải tại mũi nè nó cũng như cái miền này cái đầm đầu ca bấm bay wire này cứ bấm bay sai này nè và we need h line và chẳng hạt pol lần hai ban là và parallel transmission đấy vì bẹp bò nó expensive rồi sao vì tàu ca tràn xài đồng bay ai bị chun ban ở tràn bịt đấy ok bà và dùng tiếp tiếp chỉ mùi nâng serial và chứng viên lươn chuyện serial còn tay ca chụp này nó vì tràn chuyện hay mình dây chụp ngay với và parallel cứ pra sầm rạp chụp ngay clay và serial cứ dùng pra sầm rạp chụp ngay ngay và bẹp bò nó ca bị chun nó lư bản đài bị hộp cò môi được can hộp cò môi thiên nó lừa bản đài nhé ok
nâng xâm rạp ở serial nè. Ok, tỏ, ở lớn dân bà tỏ từ serial transmission. Và chân bị serial mà dân thật seri nè. Seri nâng cứ bà tỏ, bà đạp bà tỏ của tôi cái này chẳng mắc. Và chân dân bà chun mà đón bàn tay mùi bì tế nè. Ok, bà bị copy ở parallel. Nè, nó lìa bàn khơi cứ one bit is sent with each clock tick. Và chân không mà bê lắng mà đón nó kêu dân bà chun bàn tay mùi bì tế bà nó. Và ok, chân đời xa tay mà đong phải chun ban tay mùi bít đó. Bà thưa ơi, bà bẹp bọn tình nâng bà là bươn này ca phải chun nâng vì ai slower. Bà vì ai dưới dưới chiêng bà dưới bệnh thiệp cho mùi nâng parallel. Hay bà dưới dưới bí ca chùm nai bình bà vì thu thoại chiêng bà cheaper. Đời xa dưới ở trâu ca chùm nai cho xoay 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 tràn đôi parallel ấy ná. Dưới trâu ca tay bà mùi xoay 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 nó cứ ai cực còn. Ok, bạn chân nên ông đi chạp vào rộng bà tiết. Since the communication within device is parallel, bà is parallel, a converter is required. Bạn chân đời xa tay ca tổng nệ tổng nâng nâng nông ốp bà co nam mũi. Bạn đôi chế nâng computer bỏ dương ai chế đám nâng. Ca bà chung tần này nâng nông propon computer nâng chế lạc nạp parallel. Mà mình ấy tha bà chung ai mà đo bàn chân biết. Bạn chân dương trâu ca ốp bà co bòm lại mà bà sân bà dương bà chun bì computer mùi tờ can computer mùi tiết mà bà ca bà chun chỉ lẽ khả nạ serial transmission nâng cứ dương trâu ca converters bà trâu ca bòm lại bì bà parallel mò serial bà khang sender bà hai khang receiver vinh trâu bòm lại bì và serial tới parallel vậy và thì họ được ban bằng hai nó không được phim nix và thì họ đấy computer sender đấy computer receiver và trước khi computer sender và pepper là cao chu nó không và computer sender nó là thì họ bị hard disk mà CPU bị CPU mà RAM ấy chỉ đạo nó về chỉ là nạp parallel nhé parallel và mà đo màn chẳng bị bàn tay bây giờ bị chun lâm vào lực sai này sai chấm long để top cho bị sender mà receiver này và chỉ là cái nạp serial transmission này chẳng à chẳng bị nó tới bấm lại tới mà đo mà bit mà đo mà bit bạn chẳng kể tới cả parallel serial converter và cứ bấm lại pi mà đo ở chẳng bit nó không propon computer sender này mà đo một bit nó lên mạch chất than chùm long để top shop bị sender mà can receiver này. Ok, bà ok hai bẹp bọn tận nâng ốp co tận tuôn bính bà về đại viên tận tuôn bán bà mà đo mà bịt nè bà mà đo mà bịt hai chiếc viên tao bấm lại pi mà đo biết tới căn mà đo chẳng biết pi serial tới parallel transmission. Ok, bạn chứ anh ấy cứ có sầm co pi ca pi chun bài serial nhé, nhưng ai pi chun mà đo mà biết mà to này chẳng mau đôi bạn có sầm co bằng thay nít và bấm bài biết tao bàn bình chun và mà to này chẳng mau phân tách mà đo mà biết chứ nó biết lịch số hai biết lịch môi biết lịch số biết lịch số này chia chẳng mau đấy. Ok, bạn chứ anh ấy cứ ca có sầm co pi ca bị chun bài serial cứ dương ai bị chun ban mà đo mùi bit và mà đo mùi bit đấy hơi còn ca bị chun pi ở opco mùi từ căn opco mùi tiện là lừa bằng đài những dương tàu ca converter và hàng sender tàu ca bằng lại pi ở parallel tàu serial pi mà đo ở chạm bit tàu mà đo mùi bit đấy hơi hàng receiver tàu bằng lại pi mà bit tàu chạm bit bình pi serial tàu parallel vậy nhé. Ok, tại sao ca propon cái hào tha computer bus và data bus nó cứ tệ tơ nâng ca bạch chun data nó không computer nó chỉ lệnh là parallel hay bê đè bạch chun chlong cắt mạch cho thang chồng long nó lơ bằng tay chia serial chẳng hãy tư đầm rau ca miền dân là ca nó ca bằng lại nhé. Ok, ok, tỏ lỡ dương và to từ nửa dây lùm ật và thay em tiết ông pi và ca bạch chun bạch serial nó là dương miền pi cái chai chỉ pi tiết cứ miền serial asynchronous hay nâng serial synchronous và chiếc bị asynchronous nâng nè đọc nè đang hay miền đây thay vì ọt đôi kia và vì ọt đôi kia vì miền start stop bit nè và vì miền bit chập đá mà bit bật chọc ở chân mà và chiếc nó không nâng ca bị chun bài bờ serial asynchronous và dương miền start bit hay miền stop bit và chiếc
bit lấy sớm và cái ao và chia bit chập đam đồng bộ nó cứ xong qua đòi start bit hay bit và trong cõi này và data unit mới nó cứ bit lấy mới chỉ stop bit nè và đôi dương bàn có xong qua chẳng vì sân vốn start bit zero at the beginning and one or more stop bit one at the end of each byte. Bà chẳng biết là dân bà chun mà đo nó cứ bằng bay bay hay vì tơ bà to thì chẳng nè bà ok bà chẳng không bằng bay bay nó kê miên bà thèm bà bit chắp ra một đồng bộ một phát nó cứ bit lấy số xong rạp chỉ start bit hay bit trong bằng chọc lấy bay nó cứ chỉ bit lấy mùi chỉ stop bit ở thì họ đôi nhà tọc địa bàn khơi nhé bà đặt thay unit vào dưỡng nhé bà bẹp con nâng ai kia ta tên này đến mà bài nít bà ai ta gọi mà trời tờ ai chỉ đạo nâng bà chắc bê là dân bà chút bà dân kết tờ lơ bà bít tầm bộ một phút cứ bít lấy số cứ start bít và tọa máu cứ bùm bấy bít ta gọi là task hơi bít trong cõi nó cứ stop bít bít lấy mùi bà ta bê dân bà chút cứ mà đo mà bít ấy nè mà đo mà bít khỏi bên tơ bà đạp đi chân màu hào thật sở điện ok chân nè đọc nên sẵn kết cơ dân mệnh đời xa miên start miên stop bít chân viên miên cùng liệt bà there may be a gap between each byte. Bà nên ở khi khơi tha viên miên cùng liệt rồi viên bay đi mùi đi mùi. Bà rồi viên bay đi mùi đi mùi. Bà dùng miên cùng liệt nè. Bà thì hồi này bay thì mùi miên hai được bay thì pí miên cùng liệt mùi rồi viên start hay stop bit nè. Bà ok. Hay bay thì pí hay bay thì bay đi miên cùng liệt mùi rồi viên start hay stop bit nè. Hay bài thì bay hay bài thì buồn ấy cứ miên cùng liệt mùi đầu viên start hay stop bit đằng nè bà ok chân gap between data unit bà về miên cùng liệt đầu viên bà ai cả ta bà tên là này này bài thì mùi mùi nè bà ok chân lẽ cả na có sum call bài nâng dân hào tha serial asynchronous bà serial asynchronous bà ok hay dân mơ dân có sum call có to tiếp và pi serial asynchronous và chương được nâng cao phải chun và serial đối dương ban lược là hai cứ dương miên serial synchronous hay nâng asynchronous và hay một nâng dương ban này dạy hai pi và asynchronous và cứ dương miên start bit dương miên stop bit nhé bit lấy số và chỉ bit chạm vào đó nó cứ start bit hay bit lấy mùi và trong mình chọn này bay thì mùi nó cứ chỉ stop bit chẳng viên miên cùng liệt rồi biến và bay thì mùi này data unit và viên miên cùng liệt nhé bạn chẳng cao phải chung bay và bà sinh cần nó cứ chỉ rúm cứ vì dứt và viên miên cùng rất delay đời xa viên miên cùng liệt rồi viên bay thì mùi vẹp bọn start hay stop bit nhé ok à lời dương mau này dây em pi sinh cần mình và sinh cần và chẳng sinh cần nó cứ vì đôi khi lồng hô này bit nó cứ vì tơ bằng to khi tài mà đo và ọt miên kết từ lời start lời stop bit này ọt miên cùng liệt rồi viên bay thì mùi nhé ok chẳng dương miên bằng man mơn và man sign và man liên ở bit cả đói cứ dương bằng chun và đặt và to kia tay mà đòn admin cùng liên ở viên start stop bit này và chân ca phải chun bài nâng và cái ao chúng ta serial synchronous và đôi những bạn có một list in synchronous transmission we send bit one after another without start or stop bit or gap và trên chiều mui nâng cao phải chun bài asynchronous nâng và serial asynchronous nâng dễ phải chun mà bit mến bên tay bit tiếng ọt nâng cứ vi tơ tam lủng đôi và đạp kia tay mà đo lại ọt miên bit chập đa bit phải chọp đưa cả ọt miên cùng liên để đầu viên bay thì mui thì và chân ca phải chun bài nâng cứ vi bàn lượn và vi phải chun bàn lượn và chỉ chiến serial asynchronous đời sao vì ọt miên cùng liên đầu viên bay thì mui thì và con tay đồng rau ao ở Opaco tập tua lắm và miền là tập tiếp nông ca và môn bất động và miền là tập tiếp nông ca và môn bất động ở bit thì mùi nó phải trôi kia nhé và it is the responsibility for the receiver to group và to group the bit và chứng và Opaco tập tua lắm trâu tại miền là tập tiếp nông ca tập tua có trâu nông ca và môn bất động bit nó chỉ
chỉ cộng và chỗ này nữa đấy. Ok ok chẳng như mơ ta serial asynchronous nó kê ta chỉ môi nâng application ấy hơi nâng serial synchronous nó kê ta chỉ môi nâng ca bà chun bà chẳng mạch nhá. Ok bà chẳng dương sắc xa một tí serial application chia sẻ serial transmission application bà bẹp bò nâng application đài pra ca bà chun bài hát serial là cứ mà đo mà biết rằng hay chẳng những những lúc mà ta serial synchronous nó kêu ra chỉ môi nâng cao bị chun bài na hay serial asynchronous và chỉ môi cao bị chun bài na hay còn những lực là khắc khắc đấy bẹp pon tận nâng cao bị chun bài và parallel nó kêu bị chun bài na những lực là nâng mà chọn thành đại này. Ok và chẳng serial transmission is between two computer or from a computer to an external device located some distance away. Ba pẹp pọn nung ka pchun bae pa serial nung kư ke prae prae knong ka pchun rueang computer 2 ba dae nou chngai yai chngai pi khnia rư ko pi computer 1 to kan upakor khang krao na 1 na dae nou chngai chngai pi khnia ti ho pi computer to kan modem ay che dam. Ba ancheng pẹp pọn nung ka pchun lo lue bandai na ba lo lue bandai kư miền lạc nạ chia serial transmission. Hai bà dây bị parallel transmission vĩnh bà either take place within a computer system bà chứng ca bà chung bài bà parallel cứ chỉ tu tớ cứ bà chung nó không propon bà computer nó không computer nào mùi nhận bà hào tha on the computer bus nó đang sai bản này computer nó sai data nó trong computer này được chẳng bàn được là một nâng clap pika bị chun pi hard disk màu CPU pi CPU màu RAM ấy chỉ đạm nó và nó cứ pẹp pon nâng parallel transmission như ai bị chun mà đong bàn chỉ đạm biết và rứ có ai bị chun pi computer và từ căn ở opaco hàng cáo và phân tái thật nó không là dễ chung ngay ở chật và close và distance away thì họ bị chun bị computer tập can external hard disk và rồi có tập can ở opaco khả cloud xây thì được chụp flash được chụp ấy chụp đàm đấy và ok và chứng anh đang chia lại cái nào parallel ok hay những người thì họ bị chia pi parallel và cả bị chun bài parallel cứ và room miền cả shop room miền computer hay printers và hay là local printer đang đẹp shop mà cần computer dùng tạm dạ USB port để chia đàm nữa và ok chương ca phải chun nó cứ chia lẻ là parallel cứ dùng ai chun mà đong ba nữa bà dùng ai phải chun mà đong ba nữa chia đàm bit nè ok dùng ai phải chun mà chia đàm bit ok hai pet pon tận nâng ca phải chun bài serial và dùng miền là serial asynchronous hay là serial synchronous mà chắc giống như là tí ho này ca bị chun và serial bà room miên ca top shop đầu viên ở computer hay là một đâm và đầu viên computer hay là computer nó lưu bằng đa như chị đào nữa bà hay serial synchronous bà chắc synchronous cứ bị chun mà đo mà biết hay biết nó cứ tơ tam lùm đáp lùm đôi tay mà đo đồng ca bàn lươn đấy ở miền start stop biết đôi nhà sinh cái này chứng ca tổng lệ tổng lệ phải chun bài bởi sinh cái này nó cứ kê pra xâm rạp real time và đồng bê chạy lẹ và face to face conversation và như thế ca son tình đi face to face và cũng phong tại tôi một cái nha về như thế online và online chỉ mỗi cái đó chỉ telephone call và bẹp bọn ca call telephone chứng chứng phía kia sau tuần này từng tí nó cứ face to face và cũng phong tại và chờ một cái này không về với lý trẻ lẹ nào mũi mà chứng vì tao cao lòng hô đầy bít nó mà đo một bít mà đo một bít nó cứ vì tao tam lòng đạp lòng đo dạng lươn từ con là phía này sống lên này ca sau tuần này cái này tam dạ telephone call nhưng ai tự thua cho bạn hay đôi chia ca chat room chỉ đó mà dương cũng phong tại prapras cảm vị trí nào mỗi trong ca tổng lệ tổng đồng kia trong ca sân message ấy kia cầm bông đã online chỉ mỗi kia ấy đó và ok nó cứ ca bắt chu nó chỉ là cái nào serial asynchronous chia sẻ serial synchronous nè và synchronous ok hai ở ti ho chúng po asynchronous với và asynchronous với miền cầm rất dưới
bà mua chùm nuốt đời xa tại dương bàn đằng hái à xin cần à dân bà dương cứ về miền ở cùng liệt rồi viên bay đi mua bà tang hỏi tên là đấy nữa bà đời xa về miền start bit hay stop bit nè bà ok chứ vì thưa ở miền cùng rất dứt mua chùm nuốt bà hay tôi bay về miền cùng rất dứt có đói tại bà vì mình chỉ pay nhà thế rồi sao kê pra chỉ mua bộ application đôi chỉ send email đôi chỉ facebook ấy chỉ đảm nữa bà nè tôi học đi chạm vào đó mới pay để dương send email chứ ở trăm ba tiền pi nè nó đại cung son từ đây tiền pi nè nó real time face to face conversation này bà chứ pay để dương send email ai để nam mình đấy bà dương đang coi trăm check mail mình thấy ô đại cung dương đang slide top dương mình phím này pay dương send hai cứ bà dương chọc rương bà dương này mà ngay pi ngay coi rư pi bảy mong coi ấy bà dương mà chết mẹ mới khuyên mất phẹ dương mình cả chạy tọp bình ọp chứng còn rất dứt vì mình mẹ chỉ bánh hà thế rồi xa tổng nẹ thẩm nấu nó vì ọp trao ca real time ấy ọp trao ca tổ ọp nông phê chỉ mùi kia thế nè ok chứng anh ấy ca bà chung bà chung phô bà tổng nẹ thẩm nấu đây mình real time và face to face communication được conversation và đôi chỉ email đôi chỉ Facebook ấy chỉ đó nó cao chú nó cứ bài sở riêng là sinh của nè và chắc viên miên cũng rất dứt khla hay tôi bây giờ dứt khla có đói có viên mình chỉ ba nhà chào đây rồi xa và phía kia này ca tổng đẹp tổng đơn tiền pi tạm dạy email làm ấy nó cứ mẹn sân email hơi coi chăm tổ tôi email với vậy nè và chân về một lý nó với ai khóc nè và ở chăm vì ở ở real time và chứng ca dưới nước vì mình miền chỉ bài hà chào thì mà đôi chuyện sẽ đáy nhưng từ ngọt ní xong email hóa anh đang coi chạm mà chích mẹ này và chứng bà kê ngày nào bị bệnh ngay đi mùi sạp đà có đó nhưng anh chích khơi mật phẹ dương chơi lại tổng với ok cứ ca tổng đẹp tổng đơn mà dưỡng nó cứ bà dương ai đăng rương này ca xong tổng đẹp bà dương chẳng bảo nè ok chứng ca bà chú nó kẻ hào thà bà trong phố application đôi chị email bà đôi chị Facebook ấy chị đàm nó mà ca bà chú bài surreal asynchronous mà đo một bit mà to thì đấy phần tay vì miền cùng liệt rồi viên bay niềm mùi niềm mùi bà bản chân viên thưa ở miền cùng đặt delay đôi dương màn lực lạng nắng nè ok ok to ở lời dương mơ và to tiếp bẹp con nâng ở tool bà đại dương pra chỉ mùi nâng ca bà chú này surreal synchronous hay nâng bà serial asynchronous nó chẳng dừng được giờ thu mà chấm nốt nằm bay nè tầng ngọc này bà nghe trong cả các sầm có bà chẳng bà bộ thu đôi chia bà instant messages bà bộ cam bị chi đại dương ai prep prep trong cả bà chun xá mình tha xa chia so được xa chia sầm lên thế bà bộ ở nó cả bà chun bộ ví và chia lệ cận nè serial bà synchronous bà đôi chia Google Talks bà dân thọc bà Google Talk đồng bày thuộc cả xong tình yêu kia bà Skype ấy ní bà Yahoo bà bì môn Yahoo có bà call tam Yahoo ấy chỉ đám bà lớn đôi chìa một sâu chìa bà nhìn dùng mà thế đấy Skype ấy ní kìa bà nhìn dùng ai âm SM dân ai bàn tàng text bàn tàng voice bà chân bà bộ thu lo tàng nâng bẹp bò nâng messenger bà instant messenger đó bà ca bà chung bà viết cứ lẹ cả nạn serial asynchronous cứ lồng hô để biết nó cứ mà đo mà biết và đặt đi chẳng màu admin start admin stop bị thế này chúng tôi ca bà chun bà thu sổ ra asynchronous vẫn cứ miên là email blogs mà ai sắm ai cứ short message service và chẳng đôi dương sân short message service bị telephone mới từ can telephone mới tiết và chẳng chỉ tôi tới message nó cứ bà đi học trong cả này để đại cụ son tận địa dưỡng bà ai thà tu sập ok nó bắt rư nó cao đồng bằng sập ấy bà chân sọt message bà service nó bà trao ban bị chun tận tận là server hay về để bà tu sập này đại cụ son tận địa bà dưỡng đồng na cao lần bính bà bị chun luôn trong bàn tay bính ban server bị chun một to chẳng mà chân bị ultra ca real time conversation này đấy mà ok ở tất cả tổng đề tổng năng đồng pe chạy lại chỉ mỗi kia ok đây xa không sát tha là phe là mỗi đứng về ai đại cụ son tiền từng pi đứng ai mỗi miền connection mỗi tiết ai out of service chẳng mất nó cả đồng bằng sài chẳng mà bà còn tái
máy xí nhắc nâng tới trong ban mình chút cứ tập tục nâng lưu server bà này cầm hôn tê lập phô này chẳng mà hai bia để cầm hôn server này cầm hôn tê lập phô nó cứ shop connection ban thì mùi nâng tê lập phô này trong ca kê bà để cái ban mình chút máy xí tới nó viên nó chút bà to nó bên cầu này chẳng mà nó bàn chẳng anh ấy cứ chia tool một chùm luôn bà bẹp bọn tầm nâng ca bà bà chút bà viết chỉ là cái nạn à sinh cần đây hay là người thu mà chúng luôn tiếp xong rạp sinh cần đây mà ok tỏ ở lối dương cho tới chúng nói tí bút mà dương cho đó chúng nói và tỏ tiết cứ bẹp con tận đơn analog và transmission mà chẳng ở với chi analog transmission mà chẳng analog transmission ấy dương xong đau từ lơ một chiêu bài để ca bằng chun muối và transmission message và xong đau từ lơ một số bài thì ca mình chun muối mà để ca mình chun nước bọt miên mà dương mình tha chia sầm lên và mình tha chia rupee mình tha chia video thì cứ trao ban pra ra lọc sảy nhá cái ao chúng ta ăn là lâu và đồng bay đất nòm bọt miên ở tận đây và chẳng ca mình ca pra ra lọc sảy nhá ăn là lâu đồng bay đất nòm bọt miên mà pi chậm này pi này mui đây bản đáy từ can này mui tiên đây bản đáy nữa kéo chúng một tha analog transmission hay analog signal này cái para làm bay đặc norm ở tận ở này nữa bà vi ai min bà amplitude bà vi bà prai prul bà min phê prai prul rồi có phê còn prai prul hay dương ba nữa sắc xa rồi hết pi amplitude bị chạm pi phim clang này là lo sinh nhá bà hơi face bị chạm pi chúng nó chạm vào đây là lọc sinh nhá hơi frequency bị chạm pi côn ở phía đây là lọc sinh nhá và tổng hôm ba điểm an đây là lọc sinh nhá để vì ai đặt nòng bán mà free còn cần phải thấm và miền đây thà đặt nòng bò miền bán cần phải chờ và chứ quality về cần phải cấp bù và ok bà ok chứ nhưng mà và tiếp cứ dương sắc xa pi digital to analog mà modulation và bẹp bọn nâng ca bóng lạnh bì digital tập can ở analog và những miền ca bóng lạnh bì digital signal tập can ở analog signal và hai đấy ba là miền ca bóng lạnh và đôi xa tay đôi dương ba sắc xa rồi mà hỡi và bì opaco nhà tập can opaco và tập tua nước này và đôi ba bậc hai được không ở rupee nix và chẳng vì miền mà chỉ tham chấm long class support digital signal hay mà chỉ tham chấm long class support analog bản chương hai trong miền này dân ca này ca bằng lại tí digital từ can analog hay đường analog bằng can digital là xa digital signal mình ai thưa đồng nào là lứa bằng đá đá support tại analog thì hay analog signal mình ai thưa đồng nào lứa bằng đá đá support tại digital thì bản chương dương trong miền ca bằng lại tí digital tập can là analog như how ta digital to analog modulation và modulation đôi bàn bằng hai được không ở rupee và digital signal và dưới cứ tập bàn bằng line mà chia analog signal tiếp ai thưa đồng nào lên mà chỉ tham chậm lóng đã support tại phổ phổ analog signal đấy ok bản chân nhưng mà bà bẹp bọn nâng ca bầm lại bì digital tập can là analog nâng và chứng nó bê đầy dương bình chun và tên ở đây bì bà computer mùi tập can computer mùi xe tiết đại computer tầm bì nâng nâu đầy dạ trong ngày chẳng ngày bì ní hơi dương tộp cho bía tạm dạ bà cái hào thao telephone network và ok đôi chì bạn bằng hai được không được biết nít nhưng tao ca mình chuyên tình này bị client nít mà cam hô để chia server nít hay client ơi đừng hô để chia server nít cứ cho cái này tạm vậy và telephone này vừa và chẳng đâu biết là dương mình chuyên tình này bị computer mới tao cam computer mới xây tiết và cho long cắt public access phone line và cho long cắt access telephone và digital là tha đam mà dưới mà digital là tha đam được không computer client nít và cứ trao ban và đặt nom đôi digital signal về để chạy bị computer đôi nhận học để bạn khởi và hai bên này mà đau mổ đập
bà bên là mà đào một đầm bà một đầm đấy cứ chọn digital network hay là analog network chỉ mỗi cái bà chân một đầm đấy viên đang bấm lại bà digital signal bà đại diện đặt nom digital data đấy bà một can là analog signal bà một can analog signal đấy ok bà chân analog signal chắc đang phơi đồng nào nó lược sai telephone nó không bằng đại telephone đó mà bây giờ mà đào một đầm mà khang tiết khang ở server là chỉ ôp con tổ này bà chân viên nâng bỏng lạnh bí analog signal mà căn digital signal bình bà bí analog mà căn digital bình bà đối xa khang server này mà chỉ tham trong nó cứ support tại bà digital signal ok chân analog signal mà ai thưa đồng là bà này chân một đâm nít viên trong bỏng lạnh bí digital mà analog bị analog mà digital và chẳng bị một đấm mà bị mà bị tha modulation demodulation và modulation bị con được cao bằng lại bị digital ta analog hay và modulation nó cứ bằng lại bị digital analog hay demodulation nó cứ bằng lại bị analog mà digital mình và chẳng một đấm vi chơi pizza pi và cứ chơi tiền analog chơi tiền digital hay bên là digital signal nó cứ mà đào server viên nó bấm line tới chia digital data chân original và data và tần lấy đam là chia và digital data khang lại anh bên đây phải chun mà ơi server cho nó cắt và telephone này vừa nó và server nó tự ban chỉ digital là tha đội đạo để bật bà cho nó cắt ca bóng lại cho lại đội bàn thì bài đúng này ok bà chắc như mới một đấm và enable remote site to communicate through the và plain old telephone system và chắc một đấm anh ở nhà ơi remote site mà miền đây tha cả lại pi để nói chuyện ai kia và tổng đại tổng đầu kia tạm vậy và bằng đài và con telephone và chấm đoàn thì mùi và plain old telephone system cứ và con telephone và chấm đoàn thì mùi để việc support tại bộ và analog signal tại bản đó nè ok on support digital thì chứng tơ ca miền ca bấm lại hay nè bấm lại đấy cứ một đấm và một đấm modulation demodulation và modulation cứ bấm lại bị digital từ analog hay demodulation cứ bị analog mà digital mình đôi bàn một hai được không được biết này ok ok tỏ lấy những chỗ rồi chấm nói mùi xây tiết và cứ chấm nói tiếp tám này ở chapter thứ bảy và dưới và cứ modulation of analog signal và dương thì dây pika bấm lại lấy analog signal và chứng modulation of analog signal lấy xong đau từ lư ca bấm lại pi analog signal đám và từ căn analog signal thay mùi và đại miên lệ cận nát bắt sai trường môn và bấm lại như mấy đấy và thì ho sầm lên đại dương để giấy chứng đắc nom là lớp sinh nhà để đắc nom sầm lên và dương nó cứ và chỉ analog signal và trước về đại dương giấy đã mix microphone và chứng analog signal nó được trong ban bấm lại để chỉ analog signal thay mùi tiết để miền quality chiều muộn và để miền quân hợp chiều muộn chẳng bà dương dây ấp đạm mai của phố dương sống kết khơi tha dương để dây nước ấp sâu ban lư khăn hay ấp tơ ban chẳng ai và đời xa tại ấp miền ca bỏng lai bì analog chả nước tơ analog thơm mẩy nè ok và tay nó phê là dương để dây đạm mai của phố và đôi nhạc ấp miền lọc để dây hết bản chứng dương khơi tha sống lê dương cứ lư khăn chiều muộn hay chồng gái đến có ba nữa chẳng ai chừng một tại bà ok chứng anh ấy cứ pepon từ nâng ca bấm lái nay analog signal bà cái hào tha modulation of analog signal này ok bà chứng dân miên ở analog to analog conversion bà pepon từ ca bấm lái đi analog từ can analog này này ok bà đôi bàn bậc hai không được biết nít analog signal check và được trao ban bấm lại thì chia analog signal thay và đại miền là tập hiệp nó trở xa trường một nè ok ok và trước những mưa thà ta hát ấy những miền sầm nô môi đo sầm khắn và tầm bây những vô pi ca bấm lại pi analog từ can analog nó thà hát ấy những trao ca bấm lại pi analog signal down từ can analog signal
thamay mùi nâng và bị analog signal chả từ can analog signal thamay nâng why we need analog to analog modulation và ok chứng dương miên hai pol sầm khăn pi để cho ca bấm lạnh pi analog signal đám từ can analog signal thamay mùi nâng và there are two principal reasons for combining an analog signal with a carrier at frequency fc. Bà chứng dương miên head poll pi sầm khăn bà chụp chỉ môi nâng ca bấm lại pi analog từ analog nâng bà ok head poll tìm môi cứ ấy bà pi để dương bấm lại pi analog signal chả từ cam analog signal thay mấy dương nâng từ tua ban analog signal thay mấy nâng về miền high frequency bà về miền ở frequency chan chieng của chieng bà chẳng pi để dương bấm lại tới về miền frequency thông chieng và được của chieng hai được trong thọ ban ati bài ấy bà pẹp pon ở frequency thông chieng được của chieng nâng bà vì thưa ai bà sai bà cứ vì thưa ai bà sai lắng bà con là phép này bò tầm miên đại bằng chú nó trong là dạy chồng ngài chạy nè bà may be need for effective transmission data over long distance chẳng phải còn càng tài thống nhưng tục tình này bàn càng tài tràn mà con là phép nâng vì càng tài bà nè mà con là phép này bò tầm miên nâng cứ càng tài bà xa ok nâng chia hai phao sầm khăn mũi để ca bỏng lái bí analog từ can analog. Ok, hơi hết pho sầm khăn tí pí nữa. Nó bây để dương bấm lại pí analog signal chả từ can analog signal thamay. Chẳng vì anh nhát ở dương pra technique mới và cái ao chúng ta FDM và FDM frequency division multiplexing mà frequency division multiplexing nít cứ anh ấy nhát ao mắc chật than chậm long tại mũi ai ao frequency xây xây kia ai thưa đồng nai lưu bị bàn và trên một sân ở miền ca bầm lạnh pi analog signal chắc từ căn analog signal thay mấy tí miền này tha sai chậm long mũi nưng cứ ao tại frequency mũi bận nọ ở miền frequency xây xây kia ai thưa đồng nào nó lưu mà chỉ tham chậm lòng tại mùa gì bản chất với miết và giao ấy bà đôi nhà to khi mua thì tu tu sạch cạp nè bà tu tu sạch cạp bởi chứng cái dương prak sai tại mùa gì hỏi dương ai mơ bàn tràn bỏ ai đó học sập bỏ được có bài sập bỏ bà sau đó về bài sập bỏ vì miết bài sập phê con xếp xếp kìa chứng nó lưu sai chậm lòng tại mùa đứng dương ai phê con xếp xếp kìa ai thưa đồng nào bà chân dương mơ bọc nà mũi của bà xài nâng đài bà xa nó áp miên ca bẩm lại thế dương chân mơ học sắp bọc được 8 sắp bọc tôi dương bà học sắp xài được 8 sắp xài đạch ở lại ok chắc là nâng cứ chỉ rương mũi bà smog smog bị bạ mẹn tên bà chân đời xa để miên ca bẩm lại nhưng hơi tự dương ai bà FDM bà frequency division multiplexing bà đại dương thuê ca bài chạy nó lưu mạch tham chậm lòng mũi nâng đa tam bà phê cỏng nè ok và chiếc FDM technique được chuyên bàn thì bài mình chứ anh nhà ơi mà chỉ tham chậm long mũi allow a single transmission và medium such as a cable or optic fiber to be shared by many signal which have different frequencies và chiếc chạy tâm nâng FDM nó cứ chia technique mũi để anh nhà ơi mà chỉ tham chậm long tại mũi và đôi chiếc sai và kẹp bọt sai tụng đánh và sai để thưa bị tụng đánh và sai không bà copper được gọi sai thưa bị cái chọn được plastic bạc sai optic ai chai đồng lề bà mình đây thay ai ở frecon chitran bà khó khó đến nước ai thưa đồng nào lư bà sai chậm lo năng mũi bàn tại sao tại dương miền bà s đi âm tịch tịch đấy hơi ai đi âm nó bẹp con đường cao bằng lại tí analog từ can analog nó dương miền hai pal pi sầm khăn nặng đấy ok ở tí hoa mùi bẹp bọn nâng ca bà example of a system using FDM is cable television bà chân bà bọn đại pra frequency division multiplexing cứ đôi chìa tu tục sạch cáp bà chân dương khơi tha nâng nâng tu tục sạch cáp bà dương miên tràn bọc bà hơi dương ai mơ bọc bà xếp xếp bà dương ai đô bọc xếp xếp bà nâng lược sai tại mùi
Bà in which many tele bà in which many television channel are carry simultaneous on the single cable. Bà chương trình lược xài từ mũi nước chương ai ơi free con xịt xịt bà thưa đồng bà nó lược xài từ mũi bà nè ok bà dương ở trong bài mình học sắp bóc trong bài xài học sắp tỷ chương trình ai bài chạy nè bà bài chạy ok và về còn xem xét cái đó là bài chất than chậm lòng nè bà chương trình này cứ chỉ hai phần pi sầm khám này ca bằng lái pi analog signal chắc được cái analog signal thay trước khi bất chợt bất thay lần bình tĩnh hai phần tim mũi mà cứ nó về để dùng bấm lái pi analog signal chắc được cái analog signal thay chẳng analog signal thay đứng viêm miên ở về còn thông chừng chắc bà ta bấm lái vì lo chừng vấn đề mẹ bấm lái ta cọ chừng vấn đề đó ok bà chẳng về còn vì thông chiến bà bên đất non bò miền ba nó trao chuyện con đường phía này bò miền nó cứ bắt xả chuyện ok ITP bên này dương phương ca bấm like thì analog signal chắc được can analog signal mấy dương ai prao technique mới kéo ai chúng ta áp tỷ ấm frequency division multiplexing technique nhất anh nhà ai sai chầm lo mới mình thay sai tụng đai được sai học tích tỷ ai ai phê con chỉ trao bà thưa đồng nào nó lừa bị bà không phê tại mũi nhất nè bà đôi chỉ bẹp bò đừng bạn đai này tụt tụt sẽ cạp ấy dương miền bạc xài mũi nó dương ai miền tràn bọc bản dương ai mơ bọc tràn bản đấy và đời xa phê cáo nó với ai thưa đồng nào với ai share clear mà nó lược xài tại mũi nó tạm dạ ai bị âm tịch này ok bà ok chương dương cho tôi chúng nói chứ và tỏ tiếp bà dương này dây pi tie of analog to analog modulation bà Prophet này ca bấm lại và pi analog signal chắc từ can analog signal thay mày nè chứng và ca bấm lại pi analog signal chắc từ can analog signal thay mày nè cái miền bảy Prophet và miền AM FM hay là PM và miền AM cứ và amplitude modulation và chắc biết thằng modulation cứ vẽ con là ca bấm lại nhé và amplitude modulation và miền đây ta cái bấm lại amplitude này là log sinh nhà nè và chứng là log sinh nhà analog chắc để tao ban bấm lại từ can analog thay mấy nấng và analog signal thay mấy nấng kê sẵn kết khơi miền amplitude vía prai pru và miền amplitude vía prai pru nè ok hai phê con hai nâng ở phê nâng ở prai pru thì đời xa nên ở phê khơi kê prai pia tha amplitude modulation kê bấm lại ta amplitude này là log sinh nhà analog signal chắc năng tế bạn chứng anh ấy cứ pra chỉ môi nâng rạp vô ế ẩm nè và tiết tiết dưới nâng lùm ati bật thép hai prophet môi tiết này ca bỏng lại pi analog signal chắc tất cả analog signal thamấy cứ cao chí mô tha FM và frequency modulation và frequency modulation và chứng frequency modulation ấy cứ kê bỏng lại ta phải còn đây là lớp sinh nhà analog chắc thì bây giờ bấm lại thì là lớp sinh nhà analog chắc được căn là lớp sinh nhà analog thay bà như sự kết khơi tha là lớp sinh nhà đây analog thay đó miền là phải còn biết cứ prai pru bà prai pru thì phải còn tu chiến tới phải còn ở thông chiến nè ok bà hơi phải hơi nâng amplitude cứ nâng độ đài ở miền prai pru thì chắc cái prai viết chỉ mùi nâng làm vô FM mà đôi dương bàn phía trả nít cứ FM và bẹp bò nâng vật chú và đại dương xa sẽ đạp rõ ngay đó cứ FM nè ok hai prophet này ca bấm lại thì analog signal từ căn analog signal mùi xe chết cứ PM và mà mẹn polysomai đó mà ok anh ấy cứ phase modulation mà mẹn PM ok anh ấy cứ phase modulation đấy và chứng bây giờ cái bấm lại pi analog signal chả mà can analog signal thay nên ở đây khởi cái bấm lại cho phase và mình đây tha phase đang bị prai pru hơi frequency hơi nâng ở amplitude cứ nâng để xa đạt đài chứng PM này cứ cái prai chỉ mũi phổ phổ ốp co đòn trace và đôi chỉ chạm đôi chỉ đáp và đồng bày thưa ca bấm lại pi analog signal chắc
tất cả analog signal thay tới việc quality và còn được hiệp nông việc lưu khoảng chiều môn việc bảo đồ chiều môn này chẳng bảo nè ok này xong lên nhầm ok chân dương cho tôi lòng ạch ở mùi mối tha ta ai phụ ẩm nông việc dòng mấy và A âm về dòng mấy, P âm về dòng mấy nè ok tỏ lỡ dương mơ dương sắc xa P A âm và A âm cứ amplitude modulation và cứ kê dương bấm lại ta amplitude đây là lọc sinh nhà thì và chân amplitude of carrier signal vary with changing amplitude of modulation signal và modulating signal và bên đây tha AM nó cứ và kê bấm lại tai và amplitude đây là lọc sinh nhà thì và hai frequency hai đường phê nó cứ unchanged và remain unchanged cứ ở tại phần tiền bạn trước đối diện đó địa bàn khơi như thế là lớp sinh nhà analog chắc là đấy cứ là lớp sinh nhà analog thay mày để tạo bàn bấm lái đói em bạn trước đây đó địa khơi như mà ở vậy để tại pro cứ amplitude mà đây đó địa khơi đấy amplitude về cái polish và đấy ấy mất tại pro này cái phục lăng này tiệp cái phục lăng này chẳng bảo đấy bàn tay mà dây bị phơi cong hay là face up tại pro thì bạn đây đó địa rob chấm nốt phơi cong đấy khơi bấm bàn hết để tôi nghĩ mà rob chấm nốt phơi cong hàng analog signal thay mấy này có khơi bản năng hết đại hai phơi để tôi nghĩ khơi như thế cứ phơi sâu được gray mà chập đa bị chấm lại thế cứ phơi sâu được gray này analog signal chắc à thay mấy này có chơi bị phơi sâu được gray đại chẳng à vậy để prai pro cứ prai pro tại amplitude đây là lớp sinh nhà thì và vài nít việc copy vài này và ok chẳng amplitude đây là lớp sinh nhà prai pro và bây giờ bấm lại thì analog signal chắc được cam analog signal thay hai analog signal thay nó miền amplitude prai pro và chân cái ao chúng ta am và amplitude modulation và để đọc đi vô bị modulation đi thứ cứ vô lương về modulation bị phân cả bấm lại và chân riêng bấm lại tại amplitude thì ok frequency và để đọc đi rồi mình mới bấm mà hết mũi pi bảy bốn trăm trăm muối trăm pí trăm bảy trăm bốn đọc hết anh ấy cứ đọc hết đây nhé mà muối pí bảy bốn trăm và trăm muối trăm pí trăm bảy muốn đọc được kia nhé mà ok đọc được kia còn tại à vậy để khó khăn cứ amplitude by phase resonance degree này có resonance degree được kia. Ok, tỏ ở lớp dưới sắc xa và to tiếp âm pi bandwidth lấy AM và bandwidth bỏ AM và chứng bandwidth bỏ AM này và bandwidth bỏ là lớp sở nhà AM mới và cứ xa nâng pi đỏ con nâng bandwidth này là lớp sở nhà đã trao ca bỏng lại nhận và chứng kia biên tục muốn và BWT và bandwidth bỏ AM và small nâng pi đoàn BWT và chia sẻ pi đoàn BWM và small nâng pi đoàn này bandwidth này dương tơ bỏng lại ở tí hoa tha dương này dây nó khẳng cáo nè và cái voice bandwidth dương tất là khơi và bỏng màn cả lô hợp chân màu và chân nó bê là dương cho tơ này dây nó không sợ than đi và chú AM bandwidth của dương tơ con đường pi và cứ sma đường pi đỏ này bandwidth đại dương tơ giao bấm lại nè ok và hơi bw âm đấy cứ bandwidth of và mình đây thay chia bandwidth này là lớp sinh nhà đại dương tơ và giao tơ bấm lại đó chỉ luôn cứ bandwidth này là lớp sinh nhà đại đắc nộp sầm lên bây giờ nè ở tia hoa dương này dây chân tứ và khi vô tất khơi tập bandwidth đang phẩm man color hơn thì chân mỏ nè ok và trước p đại dương cho tơ không tơ này dây được không sợ tham đi AM mà bài vì nó cứ tao còn được pì ok bà trước đôi nhà tao khi bạn khơi được nó không được hiệp list bà cứ bà bài viết bỏ AM bà small được pì đón mà pì đón lấy bài viết đại dương tao cao giờ tao bấm lại nhận đấy ok hơi bà IFC đấy cứ carrier bà gọi là frequency of carrier cứ frequency là chỉ là đặc nom và
bà bỏ ra miền ok bà chương dân mơ bà to tiết bì bà AM bà radio AM bà hay còn là AM quality vì riêng sau hình tính chân bà chỉ bỏ nít nè nó không kết khơi nhờ sự tham ni bà radio được một chút nó sau khmai nó cứ tra mình ta em tìm sau khơi miền AM ấy nhưng khơi miền ta FM nè ok chân bandwidth này là lọc sinh nha đã pra đầm bay đặc nôm xong lê nhất bà mình tha xong lê nhưng chia bịa xong đây mà chia đầm trầy ấy tết bà chia tu tớ cứ xong mà nâng pram kilo hợt bà pram kilo hợt bà pram kilo hợt nè ok bà phê con về nó cứ xong mà pram kilo hợt bà chân mình đây tha dừng dây không mà vị để tí nâng ba nợ pram pon chùm bà chỉ tu tớ đấy mình tha lọc sinh nhà chia bịa sập đây được chia đòn tay thì bà chỉ tu tớ không mùi vị để tí để sao phải có những đăng khách cứ chia chùm luôn chung không mùi vị để tí đó bà cứ pram kilo hơn pram pon chùm ok bà pram pon sai khó lắm bà chẳng những mà satan đi đi mùi bà satan đi đây đặt vô âm đi mùi đứng tơ ca bandwidth bà tiếp bằng pot bà đọc cái lô hợp hay đấy bà tao ca tiêm một phát đọc cái lô hợp bởi sao tại bandwidth bảo viên nó cứ xa mà được pi đỏ này bandwidth để tao bàm cho tao bỏ lại nè mà bandwidth để tao bàm cho tao bỏ lại nè chân pram con đường pi cứ xa mà được đọc nè ok đọc bà hát phòng đường hơi từ bà sát tham ni e âm bà đi môi nữa nè bà cứ tao ca bandwidth tiếp một phát bà cứ đọc kilohertz bà đọc kilohertz nè bà đọc kilohertz tiệm phật hay ca cầm nó cứ tới ban cầm nó đòi cái nẹt cam ca tụm nẹt tụm nào sạp quán hay là Federal Communication Commission bà chân cái cầm nó tha cùng liên pí satani mũi từ satani mũi tiến nè bà từ tách bằng phật bà cứ đọc cái lô hợp bà mình chân tới bia rong cao rụng khả nè ok chân này đọc này mà chạm vào rong bà tỏ tiếp AM session allow carrier frequency anywhere between ok chân sở tham đi AM nhưng ai ai bệ con này pra đầm bay đất nôm bò đầm miền nâng nâu cái lại chếp xếp mình tha nâu sọc khmai nâu sọc chân nâu sọc thai nâu sọc ảm rây thế bà cứ bà upper sản phẩm AM nó vì support precon P bà pram rồi sấp mà đo mà pon phẩm rồi kilohertz bà chân hơi sát than đi mùi mùi cùng liên bà precon tách bằng phật bà bẹ sma được bàn về bảo vệ đó mà cứ đọc kilohertz bà chân cùng liên bà tình phát đọc kỳ lô hợp nó cứ vì ai chia viên bàn ca rộng khán bà phát xâm bà cùng liệt tiếp chiều nó và có nát ca rộng khán rồi viên sát tha đi tầng phí nó nâng ca miền chân nè sát đạp nó bị bạc nâng ca sát đạp mệnh tệ và chân kê cầm lập mà tha tớ cùng liệt rồi viên sát tha đi mùi tớ sát tha đi mùi tiết nó tênh bằng phát bà cứ sma được bàn biệt bảo viên đó bà cứ đọc kỳ lô hợp chứ là tí ho tha bà sân ở sở tha ni mũi pra phê con mà pon mà rồi lô hết đầm bây sọc sái sở tha ni mũi tiết ọt ai pra mà pon mà rồi mũi mà pon mà rồi pi ấy thì cứ tách bằng phát tư bà mà pon mà rồi đọc bà tư sở tha ni tầng pi nâng bà vi ọt miên rong ca hồng khả bà ok bà chân bà sân ở mũi pra tạm rồi sám ở mũi tiết cứ bà pram rồi sái hay bắt đầu mất thanh đi bắt đầu tiếp pram rồi há sát thanh đi bắt đầu tiếp mất pram rồi học ok tỏ ở lâu xa là bon cần tính mơ đấy thật ta dương miên phẩm mà tỏ em tỏ dương đăng phê con chạp đám dương đăng phê con trong mà chóp dương đăng cùng liệt và lấy bỏ đi mùi đi mùi ok bà ok khởi đàn bỏ thơ mày khởi nè ok tỏ và những kẻ liên mình tính mới thà ta AM ai miệt mà bỏ đấy ok bản chứng nhưng mà bà những ai kẻ liên về bán
bà cứ chấm nốt post cứ dân xem ai nâng free con trong cõi bà mà pon đó ở free con chập đá mà cứ pram rồi sáng trái ơi cùng liệt mà trái ơi cùng liệt cứ cùng liệt đầu viên satani mùi mùi nó cứ đọc color hết ok bột thai mùi và hãy đây bột thai mùi và tí tiết theo mùi hãy phát hãy đây bột thai mùi và chân dân khơi mà rồi đọc bầy satani và chân bố ế ấm dân ai miên đọc mà rồi đọc bầy hãy đây bà bột thai mùi thế ok nhưng mà bà dân dây phi cùng liệt nè phi mùi đó tạm nè đọc nè vơ khơi mà nè và phi mùi đó prám và nè đọc nè đừng khơi tha prám và thơ mấy khơi prám ok rõm môi bì bay buồn phẳng ok bà rõm chẳng cứ nó cả mấy đứa mình ấy thì ai rõm bà chứ là tí hoa kì xua bì mà rõi đó là 20 mơ đây tử ta miên chùm luôn nó bà màn hay dừng quay rõm bà màn ngay khởi chẳng bì môi đó phẳng thơ mấy khởi phẳng nét kì dừng do chùm luôn trong cõi đó chùm luôn đồng bốc bốc thai mùi nét vẹp bọn nâng bà đôi chi chùm luôn tua để suýt tại dừng bàn trên rùi hơi nét bà cứ xa mơ chùm luôn là thông một phát đó à tôi một phát bột thai mùi mà chân complex bột thai mùi mà ok và chân bà đẹp đó khi bà bị bạc cần chân đẹp đó khi ai xả là bong đồng lại tôi mùi nè ok thì họ tha bị pram rồi xám tạo đó pram rồi hà mà thì họ bị pram rồi xám đó pram rồi hà chân đẹp đó khi thơ mình pram rồi xám mùi pram rồi xài bí pram rồi hà bầy ok chắc cứ bay bỏ vào sân tập pram rồi sam là pram rồi há hay cùng liệt vì đọc á ok chắc bạn đã đọc đi ở ban bộ phận thai mũi tiền đã đọc đi cho pram rồi há đo pram rồi sam ok hay chạy nâng đọc cùng liệt chắc đã đọc đi khơi smart pi còn tay bây giờ cất mình cứ pram rồi sam mũi pram rồi sai mỗi pram rồi hai mũi tiền cứ bảy chẳng hay tàu bột thai mấy bột thai mũi tiền thế ok mà chẳng bảy ok chẳng đấy dương ai kịch là biển chẳng là bảy nghĩ và sân bảy dương áp đăng tha mấy bà bột thai mũi tiền đấy ok chẳng chấm luôn sự tham ni là bao đoạn dư em và cứ sma nâng mà rối bà đập bà mà rơi đọc bằng bầy bỏ nè bà mà rơi đọc bằng bầy bỏ cứ dừng cho bà chùm luôn sẽ tham lý viết nè bà chùm luôn sẽ tham lý bà nằm ở chia sẻ number of AM station mà sma mà cái sma ấy đấy sma nâng play count trong cõi mà pon một phần rồi mà đo play count đồng bốn pram rồi sám ok chạy nâng cùng liệt vía đọc mà bột thám mùi đấy ok hay mấy nhân bạn đã thì bài được rồi đấy ok bà chẳng cứ sma nâng bà sma nâng cầm bay mà đòi đồng bay đấy bà nhưng mà kệ đi rồi hỏi đấy thì có khi trong cái chuyện mình thế ok chẳng những và to từ chấm nói mùi tiếp bà chẳng mơ rupee này bằng hai pi đại cầm lắm này phê con bà ấy ấm bà chẳng pi pram rồi sám sắp kilo hết mà đó là mà bón phẩm bơ rồi kilo hợp thời cùng liệt đầu viên sát tham ni niệm mũi nó cứ đọc kilo hợp và cùng liệt đọc kilo hợp ok chương viên miền áp xí cứ carrier frequency và này station niệm mũi nó mà anh ấy ai pram rồi xa mũi tiết cứ pram rồi sai bắt đầu mà pram rồi ha pram rồi học bắt đầu và chương vào nhé và chương cùng liệt đầu viên sát tham ni niệm mũi nó cứ chẳng tay một phát cứ đọc cái lô hợp tư chia viên cả đồng khả bản đấy ok ok chắc như mình là tì ho mùi bà chạy tì bài viết bỏ đặt vô AM chắc như mình we have an audio signal with the bandwidth bà chắc là lọc sinh nha đặc nôm sọc lên mùi tì ho nhưng còn bông này dây chắc à
vì miền đà lộc sinh ra mỗi đắc nom sầm lấy chỉ a à đà lộc sinh đó và thì họ tha buôn cờ lô hợt cái vỏ tức khơi buôn cờ lô hợt miền đây tha một vị này tí nó dương ban buôn pon chủng và pre con dương đó này và cái buôn cờ lô hợt cứ buôn pon hợt này và buôn pon chủng ok và what is bandwidth need if we modulate the signal using AM chẳng bà sân ở dương tâm này dây đặt microphone à, này sẽ tham đi AM à và ta bàn bị đứt smart vào mạng ok chứ chứ mà rút bộ môn bỏ chứ và bàn bị bỏ AM smart được pi đoan bàn bị này là lọc sinh nhà đại dương ta cao giờ ta bỏ lại nè và chứ AM signal require twice bandwidth of original signal và bên đây là AM signal nó ta cao bandwidth mà pi đoan này là lọc sinh nhà đạt nè và chứ dương do buồn con đường pi chân như khơi tha bàn việt nhất cứ mà đường bà phòng bay bọn hờ chân bà dương dây khẳng cao mùi vi này tí ba nở buồn bọn chúng hay dương tao này dây không sợ tha mi ế ấm mùi vi này tí kì vô khơi phòng bay bọn chúng bà phòng bay bọn chúng ok ok dương cho đó là FM và frequency modulation và frequency modulation chương này nó cho bà đón frequency modulation mình đây tha là lọc sinh nhà là lọc chắc đại kê bầm lại mà cam là lọc sinh nhà là lọc thông mấy nâng kê bầm lại tại phê cọc này và chỉ khơi tha phase hay nâng amplitude áp trao bàn bầm lại và chương kê bầm lại tại phê cọc tại phần nốt và amplitude hay nâng phase cứ áp trao bàn bầm lại áp trái bầm lại đối nhận nó bàn khởi ở đây chỉ analog signal đảm nên analog signal thay đổi để trở bàn bằng lại. Bà chương này nó phải rob phê con mới, mà phê con này, mà tai chiêng phê con là thay gì, mà nó phải cái lại giật chiêng, mà chương prai pro phê con, chương bằng lại nó cứ bằng lại thì phê con tổ chiêng, tất cả phê con thông chiêng, đam bay con tập hiệp này, bà ca đặt nó bò miếng nó bàn và sợi chiêng đấy, ok. Hai bà này nó phải mơ amplitude, mà có bốn này. Hai nâng cấp bốn này cứ smart này mà cấp bốn này hai nâng cấp bốn này cứ smart này nhé ok cấp bốn này hai nâng cấp bốn này cứ smart này ok hai mũi tiếp này nó là một phase này cứ phase sound degree bằng analog signal đã hay à thay này cứ phase sound degree này chẳng phase hai nâng amplitude cứ để xa đó đã ở đây để prai pro cứ prai pro tại và frecon bằng một frecon mà pi tổ chiếc mà thông chiếc mình đây là vì mà tay chiếc mà tràn chiếc này ok đâm bay ai ca đắc nó bỏ được miếng nước ban can tay phật xa ok ok tỏ là dưỡng cho một sắc xa vì bandwidth bỏ FM mà chiếc bandwidth bỏ FM cứ mà nâng đọc đoàn này bandwidth mà để dưỡng trâu ca giờ tôi bỏng lại nha ở tí hoa bà dưỡng này dây khẳng cao chắc được châm phong giấy đó ạ và cái vỏ tức khơi tha và bandwidth này là lọc sinh nhà để đặt nôm sầm lên chấm và cứ đọc và thì họ thật pram của lô hợp nè và pram của lô hợp chắc bà chấm châu tâu này dây được nó sẽ tham đi FS và bandwidth nó trọc côn đọc và là hạ sập của lô hợp để chẳng bảo nè và ok và chẳng biết bandwidth nó thông chuyện AM nè đó là pram đoàn AM smart đường P đoàn nè này bài viết trở bằng lái nha FM mà nó đọc đọc và chân chân khuyên khóc trở kìa và trở nên tên chân hai ba là FM vì miền bài viết thông chiếc AM và quality vì và con đập hiếp này bỏ miền viết cứ lỡ chiếc ok chân dân mơ rạp vô FM và bẹp bỏ được FM và radio đấy và dân sẵn sàng bị rạp vô FM và chân bài viết và đại dương pra xâm rạp và sầm lấy đôi dương bạn đăng hái mình tha sầm lấy chỉ biết sầm đây rồi còn chia bà đồng tây thế bà bài viết đây là lớp sinh nhà để đặt non sầm lấy nhất bà nó không ngờ FM cứ dương miên lệ cái nặng nghe tha stereo mà lệ cái nặng chỉ stereo bà stereo nó miên đây tha two audio channel or speaker nhưng tao cả pi được channel rồi còn pi speaker bà hơi bà AF cứ mono tại mùi audio channel của speaker ấy, chứ quality vi trái nhảy là vì speaker mua speaker pi vẫn đang hay à pi về lưu lọ chiêng này
Bà hơi is almost bà chẳng bài biết nó cứ chỉ tôi tới cứ đọc pram bà kalo hợt nè bà kalo hợt bà đọc pram kalo hợt each FM radio station need a minimum bandwidth bà chẳng cùng liệt nơi sẽ tham đi AM để mua bà cứ mà rồi hà bà tại sao vì sao được đọc đón đó thì mà đọc làm còn đọc tới dân khơi như mà rồi hà nè mà rồi hà và mà rồi hà kilohertz và mà rồi hà kilohertz hai đàn cầm đọc để phê con sầm rạp ai phẩm và pi pi cầm bay megahertz và tới đó mà rồi cầm bay megahertz và sẽ tham đi để mùi nè và bà trâu miên cùng liên bà tách bằng phật bà chắc anh ấy phần bà anh ấy phần bà dương này dây tới khơi kì vô tới khơi tha đọc pram cà lô hợt nè bà chắc về đây dương cho nó này dây nó không ở áp ấm bà là mà đòi hạ sắp lô hợt nè ok bà khi mà chạy lại năng lượng vĩnh tích để xa tay bandwidth bỏ rần dù áp ấm nó cứ smart đọc đón bandwidth này rồi lọc sinh nha đại dương tao cao cho bỏng lại nè chẳng bà xanh à dương này dây tớ khơi nhờ kì vô tớ khơi nhờ đọc pram cơ lô hết bà chất bà phê đại dương tớ này dây đọc nông FM bà bài vị đức tao côn đừng đọc chẳng dương lăng rồi hà hơi đàn cầm nọt này phê còn đại pra chìm mùi nâng radio FM bà cứ pi pi sập bay mê cả hết tao đau mà rồi bay mê cả hết bà tao đau mà rồi bay đấy ok hai cùng liên với là bay chia viên ca rụng khan đấy bà pi tham đi môi tao tham đi môi đức cùng liên với bà tách bằng phật bà cứ pi rồi kilo hertz bà dùng bay bằng mê cả hết sôn cho pi mê cả hết chứng bà xanh là po mũi pra pre con pai bảy po mũi tiếp tao pai bảy cho pi bà bỏ mùi tiết trao 3-7 cho buồn bà bỏ mùi tiết 3-7 cho buồn cho màu ok chẳng đẹp đó đi thật ai kẻ niềm ước thật ta bà miên bà mang ở station bà xâm rạp ở radio FM bà chẳng đẹp đó đi giờ mà rồi bấy bà miên bà mang station đấy giờ mà rồi bấy đỏ 3-7 ok hãy chạy bà chạy đứng sôn cho pi tại sao cùng liên viên pi rồi kilo hết cho dừng bay của mình hết mất sôn cho pi bột thảm và mùi nè và bột thảm mùi và trên đây tóc đi khơi nhờ mà rồi mùi box mà cứ giờ mà rồi cùng base và nên tóc đi khơi mà rồi cùng base đọc bay cùng base hai chai nên cùng liên viên hai bột thảm mùi nè mà trên mà rồi cùng base và mà xa tiết mà rồi mà bấy đỏ bài phùm bấy và chai trên cùng liệt vía mà xôn cho tí mà pi rồi cổ lộ hết dừng bài mà mê cả hết nó chai được một quán á mà chai một quán mà hai complete bột thai mùi đó mà bột thai mùi chân dân khơi mà rồi mùi bọc mà miền mà rồi mùi bọc chúng tôi làm dấu FM hơi AM mấy đối chiếc mà rồi đọng bầy đấy ok chân FM tình chiếc hơi ca cầm nọt bandwidth bà đại chiếc cầm liệt này bọc này mùi đất cứ tra ban cầm nọt đòi bà FCC bà Federal bà Communication Commission bà PEPON tầm nâng cái này cam ca tổng lệ tổng đồng xã bọn ok hơi cái cầm nát cầm liệt bà đầu viên bọn thì mua những tỉnh phát cứ pi cơ lô hợp nè và dân cất chỉ về cả hết cứ xôn cho pi ở trên sách xôn cho pi bà mê cả hợp ok xôn cho pi mê cả hợp nè và chân ca cầm nát cầm liệt nó cứ vì chia viên ban nó cả đồng khám pi sở thàn đi mua nó sở thàn đi mua trên tiền ok ok rút phép đi bằng hai pi đan cầm nọt này phê con bọc FM nên ở đây khơi pi 8.7 MHz mà đó là
hay cùng liên mùi mùi cứ pi sani mùi mà sani mùi tiết cứ pi rồi kalo hết rồi có số chỉ pi mega hết chẳng bàn đi pan bảy và toàn máu cứ từ up toàn up miền sani thế từ mà đo là pan bảy chỉ pi và hay là một tiết đo pan bảy chỉ buôn đây và toàn máu là hốt đo mà rồi cùng bảy đấy ok bà như mấy là ti ho mùi và pẹp pon tầm nâng bà pẹp pon tầm nâng bà FM bà chứng thì họ tha bà dương miên ở Rolex nhà tại Prapra nằm bay đặt đom sầm lấy bà dương dây càng cao thì họ khi ông cập bông dây chứng khi qua khơi tha buôn cả lô hertz bà chứng non mùi vị để tí nước bán buôn pon chùm đấy cái số tha ta bán bit tàu cá nó phẩm mát bà sân là dương và bầm lại đòi Prapra FM ấy bà dương từ dây được trong thời này FM à chứng bán bit nó cứ mà đập đom bà chứng buôn còn đom chứng khơi sai sập bà dương dây khang cào không một viên để tí ba mà buôn pon chùm nè ok dương tờ dây nó không áp ấm ba đọc buôn mơn chùm không một viên để tí ok bà chân bài viết bỏ ở áp ấm mà được đọc đón bài viết này là lọc sử nhá để tờ giờ tờ bấm lại ok dương miên ca cọp sầm col muối bà dương miên ca cọp nọt sầm col muối đầu viên ở ê âm hay áp ấm bà chương trình mới AM bà AM has wider coverage than FM radio bà miền đây tha AM radio nó radio AM nó cứ miền ở đan cầm đọc sửa với thông chuyện mà miền đây chồng ngay với ban ca chuyện FM ở đây bà chồng ngay với ban chồng ngay chuyện bà đời xa ở phê con vì tổ chuyện bà phê con vì tổ chuyện chồng hiền là lợi với cứ bà bà chúng hiện là lớp viết cứ về chuyện chương chồng ngài với bà chàng ngài chuyện này bà con ta ở chàng ngài có bật mát ta quality bà cô tập hiện đây sống lấy viết cứ bị bạc đúng bà vì bị ấp ấp bà xa chẳng hai ba là phía trang kia pra FM bà đời xa ba nhà chồng ngài với ấp chia cả ta ấp bà xa bà dương ai bà chung bà chàng ngài bán đôi FM dương ai bà cao ơn ở on tan lưu on tan càng được vua bà con power của ca bị chun rồi còn prastani bị chun một to chỉ đám lắm chứ ca bị chun nước bạn ngại vậy chứ bánh hà chấm ngái như mẹ thì ông bà xã thế à vậy để chịu bánh hà cháu cứ quality bà bị chun ta đó kê hai kê sạp ở ban bà bé à nâng có ở bên này đấy bà chứ mình dây pi đàn sẽ vá bà ca cơm đọc như thế chấm ngái AM cứ bạn ngại chuyện FM bà nói sao tại vì miền tây con là tu chiếc ở chấm hiện là lâu về thùng chiếc này ok còn tại bản dây pi quality sound quality và FM biên miên ở con tập viên đây sầm lấy những lọ chim AM và better sound quality than AM radio tại sao tại FM cứ và miên frequency thông chim và chiếc frequency thông chim miên đây thay vì ai đặt non po tập viên những ban chào chim và chân con tập viên nó vì lọ chim đấy và ok hay FM pra 2 channel of sound nè rư hay ba stereo ba stereo multiplex tức đẹp pon đường pra 2 ba channel ba ok đâm bay đặc norm sâm lê nè ba hay AM វិញ cứ pra tại 1 ha monos ba mono ba chứ hay ba FM vi phasa chi ba dương nhai pi ca rầm khan nè ba AM rong cao đồng khan ở tay tuổi pí cầm lăng mà người ta electrical interference pí cầm lăng đồng khan này chờ nó kí sinh đi bà vì rong cao đồng khan tay tuổi chắc một số là những ba radio AM đã chất được xài power xài ấy chất xài lớn mà xài kí sinh đi đó bà vì long bà vì long cao đồng khan ở tay tuổi mà bàn tay chúng tôi FM vẫn cứ ở đây và những bang radio FM chất side power chất ấy đó mà trong chấm ngay xong rồi nam mới đó mà bị ở chlong thì nè bị ở chlong thì AM chlong thì tôi hay FM một chlong nè ok mà ok ở lâu những chỗ đó là một chiều bài profit thì bay để ca bấm lại tí mà analog chắc tất cả analog mấy thì sao dương miền bay profit á dương miền
AM miền ở FM hay nâng miền ở PM nè. Ok, chẳng AM hay FM nhưng bạn để dây hết là lâu dựng cho nó PM cứ phase modulation. Bà chẳng PM phase modulation mình đây thay dương bầm lại cho phase mà chẳng bẹp qua nâng rà lọc sở nhà rà lọc thông bây nâng bà prai prul tại phase bà prai prul tại P phase chấm này ai em thì chút hay nâng phê con nó cứ ạp miền đồ thì bà chẳng việc copy ở FM bà PM cứ cái ạp prai prai chỉ môi bộ radio thế chỉ môi bộ radio thế bà hãy đấy để cho ta circuit viên biết là nạp smog smile bà chẳng cái ạp prai prai chỉ môi nâng bộ radio thế để cho ta vì đồng rau ca ở bộ co tụ hardware nâng biết là nạp smog smile bà chắc bật phần là prai chỉ môi radio hardware smog smile cả bật mà vì đồng lại thay mà radio thay nó có biết là prai thế nè có biết là prai thế bà chẳng PM đấy, bà chỉ tôi tới cứ kê prai chỉ mua bộ bộ cơ động tray, bà chỉ mua bộ bộ cơ động tray, bà đôi khi bộ bộ chạm đầu, bà chỉ đạp đấy, bà chương trình khởi thác ca bấm like, bây giờ nó sẽ nó chặt được mấy đấy, bà là lớp mà kê prai PM, bà chương prai chỉ mua vật chủ biến AM hay FM hay prai chỉ mua bộ cơ động tray, bà cứ PM, bà và face modulation. Ok, chương mê điên nhớ cứ bà dương bà phải chọn việc phần đó hay dương châu đó là phần này sống khép và phần này sống khép đấy cứ đa tôi để tìm sống khăn mình tết cứ dương lược chúng nói bà sống khăn này mê điên nó rộng lịch mà xa tiết đồng bây giờ nhận học đi bà cảm tại dương vì bà xì chúng đâu đấy nhờ kì chẳng tỏ bì điều phải chọn mê điên mùi mùi hết đó thì chọn vào đồng hàn bà phần này sống khép là nguyên nhất bà chẳng bà như mới được sao mau như sau bà bấm bay để tí tiết bà như đào mau nhất chứ không phải chọn này sẵn khác đi thêm một đó bà chứ mẹ con đang đặt tha hay được xích nó đấy nên nó không chạm vào đồng tích đặt tha must be transformed to electromagnetic signal to be bà transmitted bà chứ đặt tha bà dương bà trơ tay bấm lại tới chia tổng rung bà đã lọc sinh nhá bà tương ai thua ca bà chùn bà hay là lọc sinh nhá nó đối dương ba sắc xa hay ai chia là lốt còn digital mà ok data can be analog or digital analog data are continuous and take continuous value digital data have discrete states and take discrete value chẳng tên là lấy nó ai chia analog rồi còn digital analog nó chỉ sầm lên cho chị ấy đó nè mà hơi bà bỏ miền bẹp bỏ digital rồi chỉ mà plug stop thì vậy đó vậy đây bằng hai miền lại đại 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 nhất đấy và khi analog data are continuous và tên ở đây chia analog nó về miền lại cái nào và to thì chẳng mắc hai vì continuous value mà về miền nằm lại nó và to và thì họ đây là ca analog về đây tận định vị địa tì vừa bàn học sập chấm tận định địa tì mà chùm trong cái bàn mà địa tì tận định địa tì đang học sập chấm tận định màu lộn mà nị màu trong bàn mà màu người trong bàn này người kia trong vi và hai bộ đồng biến liên lạc cả nạ bàn to bàn to trong này digital là thao với viên liên lạc cả nạ đại đại thì họ được lên stop nhưng khi bị lệ học sập đại tịch ba bàn mà hàm buôn đại tịch ma bàn mà hà bẩm bay ở chân mà cho bắt to bắt chân mà đấy ok ok hai bắt to tiếp analog chia sẻ signal can be analog or digital và chứ signal này para đầm bay đặc nom bỏ biến nó có ai chia analog hay digital đấy analog signal can have an infinite numbers of value in range mà hai analog signal nó về miền đầm lay vì prai prul bà tràn cầm đất mà không được dạy về bà nà mùi đất hay chậm nay đi dịch thọ với viên miên tại pi cầm đất đấy bà cứ biết sôn hay được mùi đấy để sôn ai ta ơi tàu sông sôn vô mùi ai ta ơi vịt chậm biết vô lại chỉ đạo được ok in digital in data communication we commonly use periodic analog signal and non-periodic digital signal chúng nó không propon tổng đại tổng đạo tình này nó chỉ tôi tới dương pra tiền analog signal tiền digital signal đầm bay đặt nom
Ok, hai bắt đầu tiếp và frequency and period are inverse of each other. Chẳng phải con hai nâng ở khúc anh ấy bắt đầu analog signal với bắt đầu này F mà mùi là T, T mà mùi là F nè. Ok, hai phase dương rip rop được bị bắt đầu bị tí tăng này là lo sở nhá bắt đầu được time slow và phase này analog signal cứ xâm đau từ lưu tí tăng này là lo sở nhá để chạp đàm bị time slow cứ bê đồng bông và bây giờ bố với chênh bị sâu được kế, bạn phê sâu được kế, và chênh bị cao sắp, bạn phê cao sắp được kế chẳng mắt á. Ok, a single frequency sine wave is not useful in data communication. We need to send composite signal, a signal made of many simple sine waves. Bạn chứ là lọc sẽ nha sine wave tại mối nữa ạ. Cứ bật group cross nông ca tổng lệ tổng lao tình đấy, nông ca phát đồ được bởi chung tình này nhưng tao cả cặp xong mình chỗ này đây là lọc sở nhà ảnh lục nó chẳng cái hào thạc composite signal và tớp ai thưa cả bởi chung tình này đứng với cảm thấy mình sẽ tập hiệp nè. Ok, và đôi chùm dây lên thang lan thì mỗi mình ai đặt nó mình được bàm cực rõ này nhưng tao cả lan trả tay là mấy ai đặt nó mình được đặt nó mấy bàm trả nè. Ok, according to Fourier analyst, Any composite signal is a combination of simple sine wave with different frequency, amplitude, and phases. Bà dùng từ lời ca về phía bao lục for years. Bà chân composite bà signal chỉ cặp xong mình chơi kia là viên sine wave thầm đa. Bà chỉ trả chỉ mỗi kia là sine wave thầm đa. Vì ai miền ở frequency khó kia, ai miền amplitude khó kia, hay là ai miền bà phase bà khó khăn. Ok, bà hơi hôm nay sẵn khác trong coi bà dưới cứ bẹp bò nâng bandwidth. Bà chẳng bandwidth đôi nhận ọc nên đang thấy dường miên bandwidth bẹp bò nâng bandwidth bò analog signal hay nâng bandwidth bò digital. Bà bandwidth bò analog signal bẹp bò nâng bòm rai bòm rùa frecon. Bà cứ xa mà nâng frecon thông bòm phót. Bà đọc frecon tách bòm phót nè. Hơi bandwidth bò digital bà bẹp bò nâng chùm luôn bít bà không mùi vị này tì bản chân bản vị nó cứ vì bẹp bò nó cũng rất bò đặc biệt để ai phải chụt bà bản vị càng được thông bên đây ta quality mà còn đặc biệt này bò đặc biệt nó càng tài phát xả bà dây bị đi chỉ thóp nó mùi vị này tì nhưng phải chụt bàn càng tài chạm bít bà miền đây thá bà dương phải chụt bàn càng tài lượn ở tì hò bà dương download ai thì internet máu bà vị dương thông bên đây dạng phê là dương tiền giờ bị internet nó về bài về clay nè và chứng bandwidth of composite signal lý do gì bị bandwidth bằng analog signal is the difference between highest and lowest frequencies contained in that signal và chứng bandwidth này composite cứ bằng analog signal nó cứ sama nâng bandwidth mà đây là lớp sinh ra thông một phút đo bandwidth và tui một phút. Ok, bà chân mê riêng ít dương bà chọc vì phần nâng bà hơi xâm rạp xa bà đá kéo dương nâng chôl mê riêng tí buôn thì dây ông bí mà chạy than chùm lọng nè bà mà chạy than chùm lọng bà đời xa rô ca tổng nẹ tổng nâng đại khát trâu ca mà chạy than chùm lọng tớp ai chùm lọng tình nấy bí ổng bà có mối tư can ổng bà có mối tiết hơi mà chạy than chùm lọng dương bà vì ai chia mà chạy than chùm lọng xa ai ọc xa ai chạy hay ấp sai cái dương tập luyện tập luyện tam sọ đấy, ok, bài thao được nói rất kẻ sọ, ok, chân ở đông dương sầm rạp sập rạp rồi, ok, chân sầm rạp ở sập đá đấy, có chưa nở máu dương ở đào đá, bàn chân ở con tròn chấm bùa cà chua ruộng bò này, ok, này hay khi ông đồng miên thưa mít thơ muối, bà chăm khi ông đồng chua đồng đăng dương ở bề cõi đấy, thay dương đồng thưa mít thơ mà bề nào mỗi đồng bây giờ phần tụ xâm rạp ở mít thờ nè. Ok, bà ok chân mà xa tiết ở con trăm bà chúng bố ca cho rùm bỏ đèn ọc ní hơi complex bà dừng mình anh
riêng ở tỉnh này mình ai toàn mà nói bị rồi chứ chân video để khi mà record nó complete dương ai chứ bà mơ vi lần với nhà xa mơ lần với nhà miền chồng ngon miền bảy nhá ai xua bà đấy bà ok về để dương miền bảy nhá ai xua bà ok chân ở con trai ba ca chưa rúm hay sầm lạp ngày nước chân bà phải cho về phần đất đấy bà ở con